trên siêu hot www.tv.com mới thay đổi giao diện mới vô cùng đẹp mắt. Kèm theo đó là hàng loạt ưu đãi tặng cho anh em. Đầu tiên là nạp thẻ thành công từ 50.000 nhận ngay một lượt quay hoàn toàn miễn phí. Không những thế, shop còn update thêm nhiều dịch vụ game liên quân liên minh vô cùng hot. Truy cập ngay shop www.tv.com để ủng hộ mình nào. Hello, chào tất cả bạn đã đến với channel của mình. Thì mình xin tự giới thiệu mình chính là tôi biết là mấy bạn đang nói là trời ơi, chị Yumi cute vô mai quê quá đi trời. Ôi, thì hôm nay mình khá là cute khi mình đi chờ. Mình chính là mèo chuối. Anh nói chuối ta. Trời ơi, Yumi chơi chuối nha. Lèo. Ấu. Trời ơi, thôi đi tắm hồ bơi cái coi. Ê tụi bay. Ổn quá nhà. Đây. Nhà này đâu ra vậy? Nhà này sao lại ở nhà chuối này? Đi đây. Ê, thằng nào bé bé nhà bước ra đây. Nhỏ em bé xuống nhà mày. À đầu thì ra là có một con nhỏ nó tự xây nhà mà không hỏi ai trước ha. Ba đi cái đầu. Nó biến thành được trái chuối. Ủa chuối là chuối. Chuối sao lại mặt không mẹ vậy? Con này ai cho cái nhà. Con nhỏ kia mày đứng lại coi. Mày đứng lại nào. Không được. Thôi mày nhìn nó cũng ngon mày. Cắn miếng không? Ôi, đừng. Em sao vậy? Thôi nhà của mày. Dạ. Quan trọng là ai cho mày xây nhà ở đây hả? Nói. Dạ, em tự xây, em xin lỗi. À, tự xây mà không cho phép ha. Bắt đầu bây giờ tao đi. Nào em. Tao quát mấy trưởng làng qua xử cái vụ này được. Không thể nào để một cái trái chuối mà để ở giữa làng được. Hỏng hư. Hỏng cái làng này mất. Đẹp như vậy mà tự nhiên chơi là kỳ cục quá. Vậy. Ủa anh nha đâu anh nha. Dạ. Ủa mất đi ha. Dậy. Đánh vô cái đít. Dạ. Dậy coi. Thìa mày đang ngủ rồi. Mày xuất hiện đâu vậy? Thôi quan trọng chính là mày ra giữa làng mày xem kìa. Đúng rồi anh. Hàng buồn ngủ luôn á. Tụi mày phá giấc ngủ à. Không có ngủ gì hết. Tao thấy đây là một sự xúc phạm của làng Kim Tốn. Mày đi ra giữa cái bờ hồ của làng Kim Tốn này đi. Chuối cu chê là chuối. Ủa bạn vậy? Nào em. Đâu, em chào anh nè. Dạ, chuối. Gì đây? Chuối. Trời ơi. Không đủ dài, không nhận. Ý nó nói mày là khỉ đó Huy. Mày là chuối. Khỉ. Tao nói chuyện với mày được, thì mày cũng là khỉ. Khỉ gà. Cũng ngu. Vậy. Nhưng mà bây giờ tao không đồng ý cho chơi con nhỏ này đây. Em lỡ sao? Mày là tổng thống hả? Tao nói gì đâu mày? Đi về hết đi. Trời ơi, không nói tụi bay còn ăn hiếp nữa. Đi về đi. Ăn hiếp vậy? Nhà này được tao bảo kê nha. Bảo kê rồi. Tự nhiên là có cái chuối làm như khỉ gì trời. Ôi, em dễ thương quá vậy. Dạ, trời ơi, em mới xây cái nhà này ở đây. Tại vì em không có chỗ nào ở. Em ở trong rừng hoài chén quá. Xong rồi em thấy chỗ này nhộn nhịp. Thành phố chật quá chật. Em mới trồng ngôi nhà em ở đây. Hợp lý. Em xây nhà rất là đẹp đó. Đây là nàng quay coi. Trời, có hồ bơi trên nóc nhà luôn. Đúng rồi. Nè, còn cái chỗ để nằm ngủ nữa nha. Xịn lắm. Chỗ nằm phơi nắng luôn. Ghê ta. Nhà này bây giờ có anh bảo kê rồi. Có chuyện gì anh sẽ lo cho em, hiểu không? Dạ. Ừ, có gì thì qua cái bên nhà màu hồng đó. Ồ, cái nhà màu hồng con gái hả? Không, cũng có con gái. Nhà màu hồng nhà của anh gái. Hiểu chưa? Dạ. Đúng rồi. Vậy nha, có gì tìm anh sau. Anh đi ngủ đây, bye bye. Dạ, bye bye anh. Bye bye em. Công nhận mình mới chui qua cái nhà này có một cái đó rồi rất là cốt luôn á mấy bạn ơi. Đó chính là cái anh có phòng hồi nãy. Anh đó dễ thương ơi mà có ba cái anh kia như là bị khùng vậy á. Thôi đi ngủ cái đã, buồn ngủ quá à. Trời ơi. Ăn chuối đi gà ơi. Cái gì vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? Cái gì anh cho gà ăn chuối? Gì vậy? Ăn chuối. Để anh ăn nè, không thấy à? Ăn đi, thấy chưa? Nào ăn kìa. Con gà này, mày cho ăn chuối nó coi. Tao cho trọng được chuối vô mỏ mày liền á. Trời ơi, gì kì vậy? Có chuối này biết đâu ra không? Tối hôm qua tao lén cho trộm cái nhà con chuối với mi gì bên kia. Mày dục. Thôi dục nè. Gà, ăn đi gà. Cái quả đó làm tao ghét ghê á. Giờ tại nhỏ đó tụi mình không còn gì chỗ nào để chơi luôn á.
Nhưng mà tự nhiên trong làng xây dựng gì cũng mà bị anh hai chửi. Không hiểu tại sao tụi mình xây một cái nhà tía cấm, còn con nhỏ xây xây mà không xin phép gì luôn, mà Hia lại cho một cách kỳ lạ. Không lẽ con đúng nhỏ có sức mạnh thần kỳ gì đó? Thích ăn chuối. Không, Hia đã bị tôi biến bởi trái chuối. Vậy là thích ăn chuối đúng rồi thằng này. Tao không biết, nhưng mà nói chung bây giờ mình phải tìm kế để đuổi con nhỏ chuối chuối bà nu nu gì đó ra khỏi cái làng sinh tố này đi. Có chơi gì không? Các chị bây giờ có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Được rồi, đi theo tao đi. Quỷ, chuyện gì vậy? Mày chơi mày lấy làm cái gì? Cái gì? Mày lấy hết chuối của tụi tao rồi lấy gì tụi tao đắp? Ơi, chuối rồi thôi lấy giờ. Rau muống dưa leo cà chua vậy lá bê tôi đắp hai cái chai nhỏ chuối cho trong mắt rồi. Mày thích chuối vậy? Ok lấy nhỏ chuối để dành đó em. Ê, đi kia nhích vô xíu cái coi. Dạ, xíu đi cho mày luôn. Xíu vô. Lùi cái gì vậy? Làm cái cảm gì vậy? Trời ơi, đắp mặt mày đi. Mày đập đó. Rồi đi, đó. Rồi thôi. Đắp mày ha. Cái gì vậy mấy bà? Tao lấy dằn bụng thảm mấy bà nội. Cái gì vậy trời? Chứ gì nữa? Ba lối âm sầm vậy ăn. Cái gì? Đắp mặt nạ. Ủa sao cái gì mà mặt chuối vậy? Trời ơi, sao cái chuối vô cái con mắt nó vậy? Tôi đang đắp mặt nạ đó thôi. Nạ. Đắp mặt nạ sẵn tiện cung nó luôn. Ô, làm cái gì ở đây vậy? Thôi mày vô vậy. Trời ơi, tụi mày biết tin gì chưa? Có cái con nhỏ. Bên kia kìa, nhìn bên kia kìa, nhìn bên kia là bên kia đi. Anh nhà để luôn cái con. Con nhỏ tự xưng nó là Jimmy Banunu. Tới cái làng này mà xây là thành một cái trái chuối đó. Ừ, rồi. Nó tính biết cái là mình xin có chuối. Ta xong rồi nè anh Nia ơi. Đâu kem chuối gì đâu. Wow. Của nhà em làm. Ta anh thử coi. Kem chuối đúng không? Ngom 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 ngom. Ôi ôi, ngon dữ vậy. Ơi cái gì vậy? Mày đập nhà anh rồi. Mở cửa. Để anh làm lại cho. Dạ mọi người vô đây mà xem nè. Gì vậy? Gì vậy? Dạ chị chuối ơi. Người ta dễ thương này mà mấy thằng này nó cứ kiếm chuyện hoài ta. Dạ hiểu gì? Chuối à? Dạ. Dạ. Mày qua đây để làm gì? Qua đây để làm gì? Qua đây là để chứng minh rằng con nhỏ Jimmy Banunu này nó đang điều khiển mọi người. Làm gì? Phá nhà con bé rồi kìa. Sao? Mày làm gì? Ơi, em đổ xe nhà đâu? Đây đúng không? Không sao không sao, anh cho bây giờ vote nè, bây giờ coi đi, coi ai đồng ý cho bé này ở lại, giơ tay lên. Mọi người thấy chưa? Không ai giơ hết. Không ai giơ hết thấy không? Đó. Chưa có bắt đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? 1 2 3 4 nè, bên tụi bay chỉ có 3 người thôi, mày tin tụi tao đuổi mày khỏi làng không? Có 2 người vô mày. Ngửa gì mà chuối ngọt là chắc người rồi hả? Đừng có tin mấy quả chuối. Đúng rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Vậy sao mày? Vậy sao? Tỉnh đây. Tụi mày nhớ. Tụi tao sẽ nhớ mày. Cốc. Đồ gì lãng thang. Tao sẽ gọi chuối vô gà nè. Xin gọi chuối về đâu gà. Cốc gà. Đâu chạy. Em tên là chuối đâu có gà. Banana. Dạ. Nhưng mình bên nhà hả? Dạ. Anh biến thành quả chuối rồi. Cụ te quá hả? Cụ te lắm luôn. Cụ te lắm luôn. Em có chuối xanh không em? Dạ không. Em chỉ có chuối xanh thôi à. Anh có chuối khác nè. Cái gì? Đâu? Ở trời á. Trời ơi. Trời ơi, em thích ăn chuối không? Dạ, ăn nhiều lắm rồi, nghĩ lắm, em còn nhiều. Người ta là mày ăn chuối mà hỏi thích ăn chuối không? Chắc ký đầu mày quá. Em, mỗi ngày em giao cho chị 10 trái chuối nha. Nhưng mà thấy em bé này xây nhà đẹp không? Nhà này chính là em bé xây đó, không phải anh luôn. Chị vô phòng em chơi ơi. Vô tham quan đi, vô tham quan đi mọi người. Tụi nó ganh á. Trời ơi. Này cần đi lên ngắm chăng được nữa và phơi nắng để đắp mặt nạ này mấy chị. Đó, lên đây, nhà này đẹp lắm. Trời đất mẹ. Nhà này biết rồi á. Trời ơi, hồ bơi lỗ thiên, trời ơi. Lỗ thiên. Nhà có hai cái hồ bơi nè. Ủa là trời. Nói gì vậy, chị nó beo. Nè, trời đất ơi, dễ thương lắm luôn á. Vậy mà mấy thằng kia, mấy thằng quỷ sứ thì tối ngày nó cứ qua, nó kiếm chuyện hoài. Không hiểu mặt nạ không, em đắp cho mấy chị nha. Đắp. Có chuối nè. Hả? Ôi anh không đắp mặt nạ đâu, anh là con trai đẹp trai sẵn rồi, không phải như mấy bạn gái xấu quắc. Thôi đi về đây. Vô giếng gì vậy trời. Chị kêu anh nha, bye bye. Dạ, bye bye anh. Rồi, để bà dạy đắp mặt nạ cho mấy chị nha. Bye bye. Đi lên đây, đi lên đây. Lên. Ủa, chết rồi, không đủ giường rồi, giờ sao? Bà chị nó bay bay nằm trong hồ bơi đấy. Mày đi ra cho mày. Mày đi đây rồi, đắp mày. Vô giếng đắp mày. Em không đủ chuối rồi. Vậy thôi, em sẽ lấy một quả chuối xanh đỡ nha. Ê, phải nhận mấy quả. Trời ơi,
ơi mấy bạn ơi, mình có được mấy chị này siêu cute phô mấy quay y chang mình luôn á. Thích quá à, trời ơi. Ok được rồi, bây giờ chị mình sẽ đi lấy chú để đắp cho mấy chị. Em ít chú trai chú cha. Chị cho chú em nha. Ta ta ta. Hello. Nha. Ồ, hello. Em xuống đi chị. À ta 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 ta. Ta ta ta. Rồi chưa? Dạ rồi á. Nạo chuối. Ôi. Để hãy đắp cho chị này xong rồi nè. Nhìn cái mặt chỉ như là cái chuối khô vậy. Yeah, chuối. Nạo chuối, nạo chuối. Chết bà ơi, gãy luôn cái mền luôn. Trời ơi, gãy luôn rồi. Trời ơi. Đắp cho chị vậy đó, giờ tới chị này. Rồi chị này hả? Chuối, cái con đó đó. Chuối, em cho nó chuối xanh đi em. Chuối xanh hả? Được luôn. Ừ, xong rồi đó. Chuối xanh lắm. Trời ơi, ba luôn cái chuối của em mà ba lấy cái chuối của em luôn rồi. Ha, tao có một quả chuối, tao lại có thêm một quả chuối nữa. Vậy là tao có hai quả chuối. Yeah. Sao vậy? Ôi dạ. Cái gì mày? Người đánh tao. Bỏ cái chuối xuống, nghe mày không? Dạ, đứt cái bài này, đứt cái bài đó. Tao có một quả chuối. Tao giết mấy con tên của mấy con gà mày nha mày. Hai quả chuối. Ơi, sao vậy? Tụi mày lúc nào vậy? Tao thích chuối quá trời, không là tao qua tao chơi với con bé chuối đó rồi, tự nhiên tụi bay bắt tao đi chung tụi bay. Bây giờ tao cay cái con nhỏ chuối lắm rồi đó. Bây giờ mày chụp cho chuối không? Tao đút cho mày luôn. Có một quả chuối. Mày thích một quả chuối không? Hai tụi tao có hai quả chuối là mày có. Tao có kế hoạch mới rồi. Tao sẽ dẫn vô cái khu rừng và chuẩn bị kế hoạch ở đó. Đi, lẹ lên. Đây. Bây giờ á, tao sẽ dụ mấy con khỉ ở trong cái khu rừng chuối này nè, ra cái chỗ nhà con nhỏ kia, xong rồi á hả, cho mấy con chuối ăn cái con nhỏ luôn á. Mấy con ăn con nhỏ là sao? Mấy chuối à? Nói gì vậy? Alo, mấy con khỉ ăn quả ăn quả chuối, tao nói lộn. Trời ơi, tao bảo là mày nhiều chuối nó mê muội rồi, con ăn chuối vô đi con. Không, no. Bây giờ phải kiếm mấy con khỉ đi mày, dụ nó. Sao vậy? Ờ, đi kiếm khỉ đi, kiếm khỉ. Ê, không, có con khỉ con là dễ thương vậy. Ê, khỉ đu, khỉ đu. Ê, khỉ này được nè, đấm nó. Ê, mày đâu rồi, đánh cỏ đỏ xong rồi. Khỉ đu rồi, khỉ đu rồi. Khỉ đâu rồi? Khỉ đu, khỉ đu, đừng. Gõ cái đầu mày. Sao quất dại đây? Mình bắt mày với hàng quất dại. Bắt theo tao. Khỉ đu, khỉ bự. Ây, đánh tao. Ây tao thích ăn thịt vậy đó, mày muốn sao? Nó nghe nè, ở trong làng tụi con người tôi có một cái con nhỏ chuối gì đó, ở ngon lắm, vô đó đi vô ơi. Ngon lắm. Tao thấy cái mỏ của mày là cắt ra ăn với xì dầu là ngon rồi nè. Thằng kia cắt ra của tay. Được rồi. Ê mọi người ơi, có gì chơi không chen qua? Anh hả? Trời ơi, có gì chơi ngày hôm nay không? Anh ở nhà mà chán quá trời luôn. Mấy chị đứng đây đi. Mấy chị đứng đây là bờ lắm đúng không? Đứng đây nha. Đứng từ ngày đó đi. Rồi đứng đây đi. Gì vậy? Rồi xây mặt về bên kia. Ok. Đó, đấy không thấy gì hết. Ây da, cái gì vậy? Ây, Có chuyện gấp, có chuyện gấp. Chú khỉ đu này đây là chú khỉ đu. Ba của chú khỉ này đã bắt hết hai thằng Huy với thằng gì rồi. Thằng nó chạy tiêu rồi. Ủa bạn ơi. Khỉ gì nhìn ngu vậy? Khỉ đu á. Bạn ơi, vậy là mấy anh nó làm gì mà bị bắt vậy? Bắt nạt tôi á. Ê, để anh tôi tường thuật lại cho. Nó qua nó muốn mà nhờ mấy khỉ này đi ăn thịt bé zombie này nè. Tôi cãi lại nó không được. Không. Đây là chú khỉ thân thiện. No. Đúng rồi, cái thằng Huy nó gõ đầu con khỉ này. Cái ba mẹ con khỉ này nó cay rồi bắt luôn rồi. Ba mẹ con khỉ hả? Đúng rồi, là ba mẹ khỉ đù á, đúng không khỉ đù? Trời ơi, kỳ quá à. Còn muốn ăn thịt mình, còn ăn thịt mình nè. Không ăn. Ai cái chuối nè. Thôi, không đi đâu. Chú Huy đi dù gì cũng là bạn mà. Tôi không biết ăn rõ, người ta lấy cái chuối cho mấy cô tôi sao tôi về tôi biết gì đâu. Không đi, đi về đi. Cái bài đánh xuống đi. Nhập. Trời ơi, chơi mà nhét. Đi chị Na Bi ơi. Chị đi về luôn, hả? Chị đi về luôn.
gì mà nhát quá vậy? Ui rồi, trời xong luôn. Cái người duy nhất đi với mình mà em xử luôn rồi. Em xin lỗi, em đã sai lắm cho nên vui rồi. Hãy dẫn mình đi đây. Anh nhạy, đi đây đây đây, dẫn đi cho, đi dẫn. Hello, đi cho. Sao xuất hiện ra vậy? Go 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 go. Nhanh lên, giùm banana. Go go go. Tiến lên. Chuối, giùm chuối, giùm chuối. Đường nào vậy anh nhạy? Bên này, bên này, bên này. Thôi, hai, chú khỉ lên đây, con mèo lên, lên đầu hia cho nhanh. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đây 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 đây. Trời ơi, xe vậy sao thấy đường mà đi hả nè. Trời ơi, chui cái bạn đi nha, cái giả chuối giống như cái đầu anh đi nha luôn. Thôi, thôi, thôi. Con nha, cắt đi đường. Tôi muốn thương lượng. Tôi muốn thương lượng. Muốn thương lượng, thương lượng, thương lượng. Đừng đánh kìa Jimmy. Đúng rồi. Thương lượng cái gì? Bây giờ nha. Đưa lại con khỉ đù này, đưa lại hai thằng đù này cho tôi. Không được, tụi nó dám ký đầu con ta. Bây giờ tụi nó phải trả giá. Mấy mất dạy. Chú ơi, mất dạy. Chú ơi, con có cách nè, bây giờ con làm cái này chú tha cho mấy người đó được không? Mi làm anh chuối hả? Ngươi làm gì? Dạ, con sẽ làm. Mưa chuối. Mưa chuối, mưa chuối. Mưa chuối, mưa chuối, mưa chuối, mưa chuối, mưa chuối. Mưa chuối ngon quá. Vậy chuối nè, chuối nè. Chuối luôn. Đây con sẽ cho hi. Mưa chuối xịn quá hả? Cho hi mi, cho mi, cho hi mi. Quá quá trời mưa chuối luôn. Cái gì vậy? Sao có chuối rớt trên đầu vậy? Rồi ơi, chú khỉ ăn hỏi mà. Mưa chuối, mưa chuối, mưa chuối. Ê, đập đập ra đi, đập ra đi. Giờ đó, thả ra đi, thả ra đi. Dạ, thả ra đi chú. Rồi, rồi, rồi. Đây, đây, đây. Hắn quay đầu lại ký đầu con ta là ta nhốt tiếp đó. Cho em ký đầu lại đi. Chú khỉ đù này đi về với ba mẹ đi kìa. Ký đầu lại ba nha. Về đây con, nó ký đầu. Dạ rồi. Anh ký đầu ba con em đi. Anh ký đầu nữa. Ôi 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 ôi. Ôi không mày chạy 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 chạy. Cướp 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 gì đây, cướp cướp cướp. Chạy 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 chạy. Tạm biệt khí đầu. Bye 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 khí đầu nha. Mà đù. Chuối đó. Ôi mưa chuối nó kìa. Wow. Cuối cùng thì cũng giải thoát được cho hai anh kia rồi mấy bạn ơi. Bây giờ đi về nhà mới được. Còn thêm mấy quả chuối đi cho gà ăn. Chú mây chú mây chú mây chú mây. Chú ăn kia đi. Đúng rồi. Ủa hay lắm, hay lắm. Wow, wow. Biết mà rồ, biết mà rồ. Go 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 go. Gì 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 thôi. Đi đi đi. Em có cái này cho mấy anh ba nữa nè. Có cái gì vậy? Chuối nè. Chuối rồi, xe chuối. Đâu? Wow. Anh ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi. Ngồi chơi nhanh vậy. Dạ, thử không? Đúng rồi, nhanh như chuối, nhanh như chuối. Đó, 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 để anh thử coi, để anh thử coi, để anh thử coi. À, gì vậy? Xin lỗi, gì rồi? Chạy đây. Ủa nên ông chở anh vậy? Anh ngồi lên không được hay sao á, nó không cho anh ngồi. Ủa? À vậy là quả chuối mới ngồi lên được quả chuối thôi. Cứ làm gì chỉ kì? Có cách này mới có thể gọi là trả thù được thôi. Nổ đi. Đó. 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 Anh đợi chừng chuối, đợi chừng chuối. Anh đợi chờ. Ây da. Không còn một cái gì. Mày đứng lại, mày đứng lại, mày đứng lại mày. Mày đứng lại mày. Chạy lẹ mày ơi, chạy lẹ mày ơi. Sao sẽ chạy xe chuối vui vậy? Thôi nhưng mà chạy đâu mày. Đi nào, bắt em lại. Nhà em say. Bên nhà của người ta luôn gặp bị mấy thằng quỷ này. Đúng rồi, ai vậy? Ai anh muốn em giải quyết lắm đúng không? Ai anh có trả lý em lắm đúng không? Chịu hả? Sao hả? Mày biết ai có là ok gì vậy? Quay đi. Quay. Quay. Kìa, sao quay chuối vậy con ơi? Vậy sao chuối đi, vậy sao chuối vậy? Trời ơi, 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 mày giỡn hả? Ôi, 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 nè. Mày giỡn đâu anh bà nè nè. Chúa, 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 chúa kìa, chúa, chúa. Chúa, chúa. Chúa, chúa kìa, nó chọi chuối kìa. Trời ơi, cái chuối, chở mình. Xử nó đi, xử nó đi. Trời ơi, nhanh đụng vô anh em nhà chuối không được rồi. Trời ơi, đụng vô anh em nhà chuối là xong rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ây da, ây da, chạy đi. Vô đi. Ê, đợi, đợi, đợi. Trời ơi. Trời ơi. Go 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 go. Ok các bạn ơi, và video của bé mèo chuối giùm mày cute phone mày quay cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi video công chiếu này của mình. Cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ mình. Cũng như tất cả những thành viên trong team đó, các bạn đừng quên là cuối video rồi.
hãy nhớ nhấn like và share, và nhớ là hãy nhấn đăng ký cho tất cả các thành viên trong team Sinh Tố để ai cũng có được rút vàng nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye. Thì ra. Thì cầm lá một lần rất là ra. Lọt luôn rồi. Thầy ơi. Cho chuối lên đi nha nè. Anh có quá trời chuối luôn nè, quá trời luôn. Nè cho em nè. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. We'll be right back.